Ừ. Chai kìa. Ăn bự rồi. Đâu ăn nè. Đấm dỗ, ăn đấm dỗ à. Đâu ăn nè. Sao ạ? Không ăn chứ sao. Đấm dỗ người ta mời, không ăn không mời. Mời, đi qua thắp nhang anh Vinh cài rồi. Ai mới gọi kìa? Hả? Ai mới gọi của nhớ kìa? Mời ăn đám dỗ. Ủa? Nó đang ăn nè. Mừng không? Nó đang ăn luôn đi đó. Múc cơm. Tí hấp nhà anh nhìn.